áp lôn có lớp mau bảo kênh phơi chìm mơ mình khơi đã tha nó lớp bà kru kru sạch tha áp lôn miên rương mùi đầm nà thà miên bị khổ mùi on công nô vật mùi miên con sa ta mà nhẹ cốt chung mùa áp lôn áp lôn khá là nà kru có là ngông nà chào nà miên ô bà sĩ ca nà rốc án dốt trong hăn sla bà rây tàu bảo kên rư nị môn lô tàu chăn ai bà tia mà đoàn lại lột nụ cro lùm bà chìa bôn bê tà lột miên đầm rây mùi ngay mùi lột bì chà rà nà khơi thà sắp ngày ní miên ô bà sọ kê bảo kên bà thô ở vầy sọ bà đôi chân nè cua tè anh tên bà thô xem xê nhu mọc tàu chăn cùng ai lùm bà kết đôi chân nè hời có bác con sơ thà áp lôn anh chấp đầm rây máu hai anh tập xa nâng anh rốt tên bạc thốp xem xế vô mặt tốt chăn con sát tôi chấp đầm rây bàn máu cứu nâng con sát có làng chí đầm rây bó chênh tàu lúc tôi đọc xa cứu bác con sơ thà anh tôi rốt tên bạc thốp ở vây đã kê tốt xí bàn dư màn khôi áp lôn chìa sát có tôi tên ông bẩn bí cà rồng chìa sát cứu khơi xua thà đôi mặt đách có anh tinh tại ẩm bẩn mình tinh trầy cha trầy nghiệt phong còn xa tu thả ẩm bẩn tục bản dũ mình chê khôi mang chỉ khi nhung về cả là na tinh cứ chào là ngon na có nghiệm cứ lang bỏ đồng rầy mọc vĩnh ai xa rết ẩm bẩn bị còi đỏ bẹ con đa lâu cứ mơ tàu xa lư sâu đòn rải đôi chìa sù có xua thả áp lối anh mơ tàu ai như rết ẩm bẩn đôi chìa sù lư rằng na xa tu thả bởi cỡ ra nà, sử dụng nà hơi xa là phong. Lục rù, bạp sở thà. Anh chỉ đầm rây vinh chá, anh rây ẩm bắl đà ở tạm kào. Lục rù thà hơi, cho phi lỡ đầm rây mọc, xa có làng chí đầm rây tàu. Lục rù bạp thà, anh bó đầm rây tự chăm anh nào mà lục chơ em mộc. Xa bó đà ở tạm đoàn mà lục chơ có mình chọc chạm rù, bó hóa tàu vọt. Lục rù, rây ẩm bắl đà ở tạm kào. Đói ẩm bắl nốt ngôn nà, lục rù rây chọc rốt mơ sắc mình khởi có kịch thà chạm cáo ý xâm nôm sắc mà dốt hơi dốt ông bảo tổ lẹ tốt nông bảy môn nâng lẹ lốt kịch thà tì ní và xanh bảo miên kỳ đa mau chấm khởi kỳ nâng dốt ông bảo ní á chi mình khan cua tè rô tì na đè cổng băng phânê nẹ tèng buông cứ miên tè khăn ông tắc tớp kỳ mơ mình khởi hơi cơ dốt ông bảo tèng bí cà rộng tổ lẹ tốt nông tật hơi đào tàu lú đa đào vót có số sở thà hát đây mà đấy có ai mà chăm anh sa tu thà khi nhóm bà cả đó na bò đầm rây mau rong chăm được rù đá ta đầm rây mình prom chăm sa hằng vó đây mà đấy có vi mình prom vì prang tẹt đa đòi vót tẹp chop sa xua rù thà lục rù tốt ẩm bao nào ấy na lục rù bà thà anh lẹ tốt nào tí ấy nào anh cắt đam chúc đáo chia sổng cò lúc bật lạng lục rù còn nằm còn sa tôi giúp ẩm bao vinh lúc đó bà sở thà anh lẽ tốt nông tách trò bèn ni sa luôn một thà mày ơi vì rồi li á tàu hơi áp lôn chìa sa có cho tự dụng ẩm bẩn chắp lơ cả rong tiền pi lạng miên khơi ẩm bẩn sọ sọ rồi vì rồi li á hơi chồng nay chồng non để cho một cả rong có khơi đạch ọ rồi tiếc khơi ai trai cần cho mua được nông cả rong nu sa tu lực rù thà miên trai cần cho mua được nông cả rong vì si ẩm bẩn á tàu hơi hơi dục trai nâng cả rong mọc ra kén cừu mờ lúc rú khơi trái khẳng ná có tiếc còn phần liền trái một đáy nâng thơm mông trái chua ư trái chạp bớt chư khẳng phế lúc rú thả anh chạp đọ thơm mông trái chênh ở chạp bật chư anh khẳng ná xác có chạp đọ tiên sơ mình rùi lúc đọ rú chiếm hồ khẳng ư trái có rớt tay bằng đá lòi lục chư khẳng lợn lúc rú nôm xác tàu vọt vĩnh dốt tăng cả rong trái cẩn chông tàu phòng tàu đào vọt bạp sở thả áp lôn, anh nằm bay mùi chân nặng, anh trái cần cho ní ở chân ở chạp, anh nặng chân. Lúc bước on chạp bớt, lục rú có sầm ngom sáng lụa tàu. Ai, áp lôn có đàm bài, anh trái chân hỏi, bó đi phốp ọ. Tốc tẹp bài mùi bụng nút, nâng chân trái khăn ông chán, cớp, ta vì cớp mình ở chật. Lục rú nhẹ lãng pháp sơ thà, anh dục bài nâng trái mau chân. Áp lôn, có đá kết giá đôi chỉ cho tự dục bài bỏ kênh. Chánh mà vánh về tù thà, bài nâng trầy, rùi xì ở hơi, nó sao ta mùi bụng nút nâng chăng trầy. Lục rú trừ ách xong xảy, đào chót là ngùng, có hóa cho rộng bọt bắt đầu mùi ỏi xa. Hơi thà, ánh vì rùi, cầm ỏi vì rùa nó lơ cột ní. À phá lôn chết xa, có vì rùi mình chọc,
ក្រៀននោះមានរួយមួយទុំចំច្រមុះគ្រូគ្រូប្រាប់ថាប្រយ័យវាទុំចំច្រមុះអញវិអឆាប់កូនសះក៏វិតាមពាក្យគ្រូវិទៅវិមកមិនត្រូវរួយត្រូវឲ្យច្រមុះគ្រូបាយឈាមហូបចាយសះភ័យណាស់រត់ទៅដល់ផ្ទះនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយតាមរឿងឪពុកម្ដាយប្រាប់កូនឲ្យមកវត្តវិញកូនប្រកែកមិនព្រមលោកគ្រូទៅតាមក៏វាមិនហ៊ានមកដោយខ្លាចគ្រូវិ ថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូតាំងពិធីសូត្រមន្តអាគមស្នេហ៍បន្ទន់ចិត្តសិស្សឲ្យមកអាភ្លូនជាសិស្សបានដឹងថាគ្រូតាំងពិធីមន្តអាគមស្នេហ៍ដូច្នេះក៏មកវត្តវិញដើម្បីឲ្យគ្រូជឿថាស្នេហ៍ពូកែលុះដល់វត្តដើរលោបលោបចូលទៅឃើញគ្រូកំពុងតែអង្គុយសូត្រមន្តអាគមស្នេហ៍ក៏សួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូធ្វើអ្វីគ្រូក៏ហៅថាអញសូត្រមន្តអាគមបំបាំងខ្លួនព្រោះអញទើបរៀនពីគេ ជាបន្ទាន់នោះលោកគ្រូគិតថាអញពូកែមែនបានសិស្សអញវាមកលុះព្រឹកឡើងសិស្សដាំបាយធ្វើម្ហូបស្រេចទូលថាចង់ហាន់ឆ្អិនហើយលោកគ្រូថាបើដូច្នេះអញលើកមកឲ្យអញឆាន់អាភ្លូនក៏លើកមកប្រគេនធ្វើជាមើលមិនឃើញដាក់ថាសនៅលើក្បាលគ្រូដាក់ថាសនៅលើក្បាលគ្រូគ្រូស្រែកថាអាភ្លូនហេតុដូចម្តេចក៏យកថាសមកដាក់លើក្បាលអញ សិស្សទូលថាខ្ញុំព្រះករុណាមើលមិនឃើញលោកគ្រូងាកចេញអាភ្លូនក៏ដាក់ថាលើក្បាលគ្រូលោកគ្រូងាកចេញអាភ្លូនក៏ដាក់ថាលើក្បាលគ្រូទៀតគ្រូថាអាឯងដាក់ថាលើក្បាលអញទៀតហើយសិស្សថាខ្ញុំព្រះករុណាសុំទោសព្រោះមើលមិនឃើញលោកគ្រូជឿថាអញរៀនស្នេហ៍ស្នេហ៍ពូកែប្រកប ឥឡូវអញក៏ហក់វាថាតាំងពិធីមុនអាគមបំបាំងខ្លួនវិញក៏ទៅជាពូកែគេមើលមិនឃើញប្រកាសមែនគួរតន្ទិញឲ្យចាំកំភ្លេចឯអាភ្លូនលុះប្រគេនចង្ហាន់លោកគ្រូគ្រូឆាន់រួចវាក៏លើកមកបរិភោគខ្លួនវាថ្ងៃក្រោយមកមានឧបាសកគេនិមន្តលោកទៅឆាន់ឯផ្ទះអាភ្លូនទូលថាបើលោកគ្រូនិមន្តទៅឆាន់ផ្ទះគេសូមកុំស្លៀកស្បង់ព្រោះនាំតែចាស់ស្បង់ខូចអត់អំពើខ្ញុំតែជីពោបានហើយ គេមើលមិនឃើញទេត្បិតលោកគ្រូចេះមន្តអាគមបំបាំងខ្លួនពូកែណាស់អ្នកណានឹងមើលឃើញគ្រូជឿក៏ធ្វើតាមពាក្យសិស្សលុះព្រឹកឡើងលោកគ្រូប្រាប់សិស្សថាឯងតាមអញទៅឆាន់ឯផ្ទះឧបាសកលុះទៅដល់ផ្ទះឧបាសកនិមន្តឡើងលើផ្ទះហើយគេលើកចង្ហាន់មកដើម្បីប្រគេនលោកឆាន់ដោយលោកមិនបានស្លៀកស្បង់អង្គុយមិនបានស្រួលងាកឆ្វេងងាកស្ដាំក៏លិចគេខ្មាស់មួយកណ្ដាលវាល ឧបាសកឃើញដូច្នេះគេនាំគ្នាសើចហូរលាន់លោកគ្រូពុំទាន់បានឆាន់ចង្ហាន់មានចិត្តខ្មាស់ណាស់ក៏ចុះពីលើផ្ទះត្រឡប់មកវត្តវិញជេរបន្ទោសសិស្សថាអ្ហែងមិនអោយអញស្លៀកស្បង់ឥឡូវអញខ្មាស់គេណាស់អាភ្លូនទូលថាលោកគ្រូកុំខ្ញាល់នឹងខ្ញុំព្រះករុណារឿងនេះប្រហែលខុសទំនោមទេឬលោកគ្រូសួរថា ឯងឃើញអញធ្វើខុសទំនោមដូចម្តេចអាភ្លូនសួរថាកាលលោកគ្រូនិមន្តទៅឆាន់ឯផ្ទះឧបាសកនិមន្តទៅតាមផ្លូវខាងណាលោកគ្រូប្រាប់ថាកាលអញទៅអញចូលផ្លូវខាងកើតសិស្សថាអូអូច្បាស់ជាលោកគ្រូខុសត្រណមហើយថ្ងៃមុនលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាថាបើរៀនមន្តអាគមទាំងពួងត្រូវតមស៊ីផ្លែស្ពឺសូម្បីមួយក្រោមដើមស្ពឺក៏មិនបាន វាសាបមន្តអាគមឥឡូវលោកមួយក្រោមដើមស្ពឺបានជាវាខុសត្រណមសាបអាគមអស់ហេតុនេះបានជាគេឃើញគេខ្មាស់លោកគ្រូលោកគ្រូបានស្ដាប់ដូច្នេះក៏ថាអោអាភ្លូនអញភ្លេចតមបានជាយ៉ាងនឹងឯងថានោះពិតប្រាកដហើយលោកគ្រូនោះដោយឆោតល្ងង់ក៏ជឿជាឥតសង្ស័យ